Em Nam Định kính chào quý bà con. Thì hôm nay có thời gian tương đối rảnh rỗi với bà con, em xin chia sẻ đến với bà con mình về kỹ thuật nuôi lợn rừng sao cho nó hiệu quả với bà con ha. Thì trong những năm gần đây, lợn rừng hay gọi là heo rừng là loài động vật hoang dã và được chúng ta thuần ha nuôi và cho lại cái hiệu quả kinh tế khá cao với bà con. Thì được biết đến đây là một loại lợn cho thịt với chất lượng mỡ thấp, nạc cao và loại thịt sạch với bà con, có hương vị đặc biệt thơm ngon. Về kỹ thuật nuôi lợn rừng thì nó không khó, nhưng chúng ta cần phải có thời gian, nói chung quan tâm chăm sóc thì nó mới cho lại cái hiệu quả thiết thực. Thì sau đây em sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm kỹ thuật để nuôi lợn rừng sao cho nó đạt hiệu quả kinh tế cao của con. Về cái thứ nhất, về chọn con giống, con đực giống, ta lựa chọn con đực giống trong mùa vừa thì sao nó khoảng cỡ trên 15 kg của con ha, 15 kg trở lên, nói chung là khoảng 6 tháng tuổi á. Và khi chúng ta về chăm sóc được 1-2 tháng đến tháng 7, tháng 8, tháng thứ 7, tháng thứ 8 thì chúng ta có thể cho nó nhồi giống được với con. Vì chúng ta lượng chúng con non quá thì cái chất lượng đàn con sâu thì nó không có chất lượng. Thì em xin lưu ý với con mình này, cái con heo mà heo đực ấy khi cỡ 3-4 tháng thì nó có thể nhảy được nha các con, nhưng mà cái chất lượng cái đàn con thì nó không có chất lượng cao. Khi chúng ta chọn con đực giống, chúng ta cần lưu ý một số cái đặc điểm sau. Và thứ nhất là mặt dài, lưng thẳng, đầu thanh, bụng thon, đều không bị sợ, và bốn chân phải thẳng, cao và vững chắc, phần lông bờm dựng đứng, đồng thời chạy từ cổ tới lưng. Thì đây về cái lý thuyết đó, nhưng mà thực tế thì có những loại lợn rừng có nhiều loại với con, có những loại con lợn rừng thì nó không có kỳ với con. Phần tinh hoa phải lộ rõ to và cần phải cân đối, có độ đàn hồi cao. Nhìn sao mà con lợn được giống nó cần phải nhìn thấy nó hoành tráng ha, nhìn thấy nó bom trọn hung dữ tợn không với con thì ta chọn. Vừa chọn con nái giống thì ta chọn mua đàn lợn nái hậu bì khi chúng được 4-6 tháng tuổi. Từ đàn lợn nái hậu bị này và con tiến hành sàng lọc kiểm tra để chọn ra lợn nái sinh sản. Cần tới còn những con nái sao nó khỏe mạnh, không bị khuyết tật. Ba vật phẩm quan trọng nhất cần quan tâm đó là cơ quan sinh dục, khung xương, vú. Chỉ đây là một số đặc điểm và con có thể căn cứ để chọn lợn nái giống. Thì phần cơ quan sinh dục, lợn nái giống cần có cơ quan sinh dục phát triển bình thường, cả về hình dáng và hoạt động. Tiếng vú cần chọn những con có đủ số vú để nuôi đàn con, nói chung là trên bình thường là trên 10 vú trở lên với con nghe, và đều đặn mỗi bên. Những con có vú trên vân lợn khô thì không được chọn với con. Về khung xương thì phần xương và bốn chân phải chắc khỏe, linh hoạt và nhanh nhẹn, không chọn những con có chân yếu, khung xương nhỏ sẽ ảnh hưởng đến việc nuôi con sau này. Nói chung là ta chọn thì nhìn con nái mà ta thấy đẹp mắt vừa mắt thì ta chọn đó, vừa là thiết. Khi ta chọn mà ta nuôi rồi, nó chịu được rồi và nó sinh sản được một lứa hai lứa thì lúc đó ta phải chọn lọc lại một lần nữa với con. Vì nhiều lúc là vừa cái lý thuyết chúng ta chọn là nhìn đẹp cũng ý, nhưng mà khi nuôi thì nó còn nhiều cái yếu tố sẽ ảnh hưởng đấy. Cái thứ nhất là các loài heo thì khi nó chịu được cái đẻ rồi thì có thời gian rất là lâu sau nó mới tồn tại, thì ta nên con cái này thì chúng ta không nên chọn vì cái hiệu quả kinh tế nó không cao. Nhiều con nó đẻ ra những bệnh tật này do nó nhiễm từ con mẹ, đẻ ra con bệnh tật nó ảnh hưởng, nó không phát triển, eo ọt chất lăng thì chúng ta cũng không nên chọn với con. Ta chọn một ta chọn ngồi lý thuyết xong rồi nhìn đẹp rồi, đầu qua thực tế là nó sinh sản được 1-2 lứa rồi ta tiếp tục sàng lọc một lần nữa. Vừa làm chuồng trại heo rừng thì chuồng trại thì rất đơn giản hơn những chuồng trại những con lợn tai bà con. Theo em nghĩ thì nên ta dùng lưới bơm mưa ra xung quanh dưới từ đất thì ít nhất là cũng khoảng gần 1 hectare đúng không các con, rộng rãi. Về chuồng trại thì gồm có các loại chuồng sau này. Ta làm cái thứ nhất là phải có chuồng rong, có rong để heo nái ra vô nó thư thả này. Và cái hai là chuồng heo nái, là để cho heo nái nó có chỗ khi mà nó có nơi để nó đẻ, nó khỏi bị vỡ đầy. Và hai chuồng cũng được giống. Để ta nhốt con được giống thì ta nhốt riêng đó, nếu có thả chung thì những con heo con 3-4 tháng này đâu được thì con được giống nó nhảy thì nó sẽ làm hư cái đàn lợn chúng ta. Và cái thứ ba là chuồng heo con là để khi mà heo con được 1 tháng tuổi hoặc 1 tháng rưỡi đó tách mẹ thì có thể nhốt khi nó cai sữa được mẹ rồi, để mẹ có thời gian ăn uống bồi dưỡng được có sức để đôi được sinh sản đứa mới. Thì ta
tách cái chuồng để nuôi cái con đó khi chắc sữa. Chắc sữa thời gian khi nó không còn bố mẹ thì ta thả ra ngoài nhé, với con heo lứa thì chúng ta nên thả ra ngoài chứ không nhốt trong chuồng, nhốt trong chuồng. Vì khi thả ra ngoài ngoài thì nó được ăn những cái thức ăn tự nhiên như cỏ, côn trùng, những cái vật dưới đất và được đi tắm mát rồi thì nó heo nó cho cái chất lượng rất là thơm, thịt rất là đặc, rất là thơm, ít mỡ, nhưng mà còn chất lượng, nói chung chất lượng thịt nó cao. Vừa làm món ăn thì chúng ta có thể xây bằng bằng bê tông, nhưng mà sang xây bằng máng bê tông thì nó cố định giống với con. Thì em nghĩ là nên dùng cái ta mua những cái lớp xe ô tô á, cũ á, xe tiến thắng đó thì người ta đã không sử dụng, mà ta mua rẻ lại và ta cắt làm đôi ra để ta làm món ăn cho lần rừng. Thì nguồn thức ăn cho lần rừng thì còn có rau này, rau muống, rau lan rồi á, trái thu đủ, trái bí và tất đặc, nói chung lần rừng là rất dễ ăn các con. Ta sử dụng những đá làm thức ăn cho lợn rừng, và ngoài ra chúng ta có thể trồng cỏ voi. Cỏ voi thì cho lợn rừng ăn như bò ăn ăn với con, vừa phòng trừ bệnh cho lợn rừng. Thì lợn rừng thì nó được kháng rất là cao, chúng ta chỉ cần ngừa những bệnh như bệnh tiêu trùng, đường ruột rồi đó, thì nó sẽ từ nuôi tới từ nhỏ rồi tới lớn tới sức chuồng luôn, thì nó không bị hết cái vụ con. Mà nó có bị thì chúng ta tiêm thuốc cho nó cũng nhanh bớt hơn hơn heo ta chúng ta. Thì em vừa chia sẻ đến quý bà con mình một số kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi con lợn rừng làm sao cho nó cái hiệu quả kinh tế cao của con ha. Thì cuối cùng kính chúc quý bà con mình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, đặc biệt những ai quan tâm và nuôi lợn rừng có một chút kinh nghiệm để nuôi cho đem lại kinh tế cao của con ha. Chào tạm biệt.